chiều bước trên đường hoang vắng, ngày hè cơn giông vừa im lặng, chỉ còn trên mái hiên vài giọt long lanh long lanh. Chiều xa xa về phía nắng hồng, bàn chân ai lướt nhanh, đôi chân cô đàn bé tí teo lặng ngập trong đôi giày vải. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua. Lòng đơn vẫn tênh từ lâu lắm, ngày hè dần lên bờ môi thắm, lặng nhìn em bước qua từng nhịp vu vơ vu vơ. Khi cơn mưa về phía chân trời, niềm vui tan khắp nơi. Trông xa xa cánh lá tươi cười ngập ngừng như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nào ghé qua. Dường như ta đã thấy sân nhà ngoài nhờ mai khi tóc em buông dài. Dường như nghe quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn mong em bình yên. Xin chào pháo tay của mọi người nữa các bạn. Một chiều bước trên đường hoang vắng, ngày hè cơn giông vừa im lặng, chỉ còn trên mái hiên vài giọt long lanh long lanh. Trông xa xa về phía nắng hồng, bàn chân ai lướt nhanh, đôi chân cô đàn bé tí teo lặng ngập trong đôi giày vải. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua. Lòng đứng vẫn tênh từ lâu lắm, ngày hè dần lên bờ môi thắm, lặng nhìn em bước qua từng nhịp vu vơ vu vơ. Khi cơn mơ về phía chân trời, niềm vui tan khắp nơi. Trông xa xa cánh lá tươi cười ngập ngừng như chưa bao giờ. Ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua. Dường như ta đã thấy sân nhớ mai khi tóc em buông dài. Dường như nghe quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn mong em bình yên. Dường như ta đã thấy sân nhớ mai khi tóc em buông dài. Dường như nghe quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn mong em bình yên. Dường như ta đã thấy sân nhớ mai khi tóc em buông dài. Dường như nghe quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc ta mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn mong em bình yên. Ta luôn mong em bình yên. Ta luôn mong em bình yên. Xin chào mọi người, thì mình xin tự giới thiệu một lại, xin tự giới thiệu lại một tí xíu. Mình là Trường Sinh, hiện tại mình đang kinh doanh mỹ phẩm. Trong mỗi chúng ta, ai sinh ra đều có một cái sự khác biệt riêng, một cái màu sắc, bản sắc riêng. Tuy nhiên thì một số người mau sớm tìm được một cái bản sắc riêng của mình sớm, thì người ta sẽ đi đúng được cái ước mơ, được cái tham vọng của người ta. Còn một số người, người ta vẫn đang loay hoay, vẫn đang định vị cho mình cái màu nào là màu của mình có một cái sự khác biệt gì. Thì không biết là các bạn đã có ai từng tự đặt câu hỏi cho mình, vậy bản sắc của mình là gì không? Đối với cá nhân Sinh thì hơn 30 tuổi rồi, nhưng mà vẫn đang loay hoay đi tìm một cái màu sắc cho riêng mình. Thì với một cái đề tài ngày hôm nay thì cũng thật sự là một cái đề tài rất là khó đối với bản thân mình. Mình chưa định vị được là mình
đang là ai và mình đang làm gì. Tuy nhiên thì đúc kết lại trong một cả một quá trình học thì để nói ngắn gọn về một cái bản sắc mà mình thấy khá thú vị, thấy là khá là xác thực về bản thân mình thì mình nghĩ đó là một cái sự tự lập. Hôm nay xin có đem đến ở đây những cái mini cái này là đồ chơi mini đồ chơi đồ chơi mini, con là mọi người nhìn vào là mọi người cũng biết là con lật đật đúng không? Đó thì mọi người có biết tại sao cái con lật đật này khi mà mỗi lần nhắc tới mọi người không cần nhìn thấy nó nhưng mà mọi người vẫn định hình đó là cái con lật đật và cái hình thức của nó sẽ chuyển động được như thế nào không? Mọi người khi mà nhắc tới mọi người chắc chắn sẽ biết đúng không ạ? Thì đối với con lật đật này, xin cảm thấy nó gắn liền với cái sự tự lập của bản thân mình. Đầu tiên để về nói về cái con lật đật này thì ai cũng biết là cái tính năng của nó chỉ là một vật giải trí thôi và nó chỉ lắc lư qua lại. Tuy nhiên thì mặc cho các bạn có thể lắc lư qua lại bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ quay về một vị trí ban đầu. Thì đó, đối với sinh liên hệ thực tế, đó chính là cái sự tự lập. Mà có nghĩa là cái con lật đật này khi các bạn tác động thì cuối cùng nó vẫn quay về một vị trí ban đầu mà không cần các bạn phải cầm nắm đặt nó ở vị trí đó. Thì đó là cũng là một cái sự tự lập ở trong đó. Cái điều thứ hai xin muốn nói tới đó chính là các bạn khi mà thấy cái con lật đật này các bạn được tặng hay là ở trước mặt các bạn là một con lật đật, chắc chắn các bạn sẽ muốn lắc lư cái con lật đật chứ các bạn không muốn để cho nó yên. Đối với sinh nó là tượng trưng cho những cái sự tác động của thế giới bên ngoài, của xã hội bên ngoài, những lời chỉ trích, mỉa mai, những xô bồ của cuộc sống này. Thì ai trong chúng ta nếu mà mình có một cái chính kiến riêng, một cái tôi riêng thì người ta đứng vững được. Điều cuối cùng mà sinh thấy ở cái con lật đật này đó chính là ở đây rất rất nhiều màu sắc và nhiều cái hình thái khác nhau của con lật đật. Nó tượng trưng cho những cái mà các bạn đem ra đối đáp với cuộc đời này. Giống như là bạn gặp một người vui, tâm trạng bạn sẽ đối đáp với người ta vui. Còn những cái người nói xấu bạn, tất nhiên không phải là bạn đi nói xấu lại người khác. Bạn sẽ dùng một cái trạng thái tốt nhất của mình để mà đi nói với người ta sao cho phù hợp. Thì liên hệ thực tế ở đây là cái câu chuyện cá nhân của sinh. Cũng may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy nhiên cũng hơi không may mắn một tí xíu là tại vì sinh phải tự tìm tòi, tự làm mọi thứ ngay từ bé. Kể cả ba mẹ sinh thì lúc đó mình cũng không trách ba mẹ. Ba mẹ sinh thì lo việc kinh doanh, thì không tham gia nhiều vào cái quá trình học vấn của sinh lắm. Thì mọi thứ đều tự sinh tìm tòi, sinh học hỏi và sinh tự sinh làm. Mình đã từng đi lượm cà phê hay là đi tham gia hoạt động văn nghệ để kiếm thêm thu nhập, nhưng mà thật ra chỉ là vui thôi chứ không phải là mục đích chính của mình. Hoặc mình cũng đã từng bươn chải trong cái công việc để làm công nhân. Mình cũng từng bưng bê phục vụ nhà hàng, quán nhậu này kia rất là nhiều. Thì cho tới ngày hôm nay mình có một cái công ty riêng rồi và đúc kết là cái quá trình mình xây dựng cái cuộc sống của mình. Thì mình bị lời ra tiếng vào rất là nhiều. Kể cả đã có những lúc mình bị cho là lợi dụng lòng tốt của người này thế này thế kia. Tuy nhiên mình vẫn đứng vững và mình chọn cho mình một cái lối đi. Công ty hiện tại bây giờ của sinh bắt đầu sinh khởi nghiệp là bán hàng online. Chỉ với mức khởi nghiệp một kệ mỹ phẩm khoảng 5 triệu. Và bây giờ trong kho hàng hiện tại bây giờ đã là tiền tỷ. Xin rất tự hào về cái điều đó. Và mỗi bản sắc của mỗi cá nhân nó ảnh hưởng rất nhiều từ cái người dẫn dắt ban đầu cũng như là cái môi trường các bạn hoạt động. Nó có sự tác động liên đới. Vì vậy, trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một cái bản sắc riêng. Hy vọng rằng mọi người sớm tìm được một cái bản sắc của mình để mà khai thác nó đi đúng hướng. Có thể là các bạn sẽ khám phá nhiều cái mới hơn nữa. Tuy nhiên thì bản sắc của cá nhân chúng ta nó đến từ những cái trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta cứ trải nghiệm nhiều lên, một lúc nào đó mình sẽ bắt gặp được một cái hình ảnh, một cái gì đó nó phù hợp với bản thân mình. Thì lúc đó mình sẽ lấy đó là cái kim chỉ nam và mình làm theo đó. Chúc mọi người sớm tìm được cái hướng đi đúng cho mình.
cũng như là một cái bản sắc riêng để khai thác nó đúng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sun and Moon Academy, speak to shine.